bảo hành công trình theo đúng quy định của pháp luật. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Câu này là mình đang nghe cặp lo này nè. Tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, của Đức, của nhiều doanh nghiệp để Mỹ duy trì sản xuất và đáp ứng các đơn hàng vẫn huy động hàng nghìn công nhân đi làm. Ông Ly làm Ly cố Mỹ đang nghe đài này. Tin về xã hội tỉnh Bắc Giang có làm cho mẹ hiểu về PNC. Em này, dò thử đường như đài nha. Cái này là chưa có anten nữa sao nha. Con này thấy cũng nhìn mặt nó cũng đẹp đẹp nha. Cháy một bóng đèn bên đây rồi, đèn xanh. Một đài này. Em lại bảo là không kích thích đi, chua ngọt cay the ghê thơm lưng vi. Hai đài. Chú Boston, hỏi bố bắt tay với các cậu ấy. Và sáng nay, rõ, mẹ tớ đã gọi điện cho họ và hơn 4,7 và 4 đài. Mà muốn bắt như đài còn rõ thì mấy đài. Em nghe gì không với em, con chim nó trong vách không? Rồi tuner nha, đây đài này, em đang nghe FM này, hai nút bấm vô. Giờ muốn nghe line in out này. Hay nha nè, mặt nhôm nha, size nó size chuẩn size 42 luôn nha, vỏ gỗ nè. Anh em nào cần thì Zalo số này để chút xíu mình gửi vào trong. Chiều mưa biên giới anh đi về đâu. Cái lo là của Đức nè, nó còn cái bát gắn vào tường nè. Palladium. Cặp lo này là 2 triệu nha anh em. Âm ly này hơn 2 triệu chút xíu thôi nha. 2 triệu 1, 2 triệu 2 gì đó. Còn em lấy nguyên bộ luôn thì 4 triệu nha. Nguyên cả bộ luôn. Lên nhạc nè. Ba lan này mình đó nha, không có bị liệt hay gì cả. Tiếp này quá rồi, tiếp à, mấy nút bằng nhôm anh nha. Ở nhà đây mua lên nó bị bắn. Anh em cần cái bộ nghe nhạc nhẹ nhàng này, cũng là nghe ngon volume nó sòn sòn này, nói chung tiếng nó sạch trơn rồi nha anh em. Nó hay là hay, cái lo nó cũng hay nha, cái lo Đức là cái tiếng nó rất là trong nha anh em. Nè, không, thằng bass nó vừa không nhiều. Tiếp này. Rồi anh em nào chơi thì cần Zalo số này nha, cần thì mình gửi qua chi tiết nha, chút xíu xuống máy rồi mình chụp cho hình nha.